Mới đây, một người bố đã vô tình đánh rơi đứa con trai 2 tuổi ngoài đường trong khi đang đi đổ rác. May mắn thay là cảnh sát đã tìm được, nếu không thì anh sẽ phải ân hận suốt đời. Được biết, vào 17 giờ cùng ngày, đồn cảnh sát gia đình nhận được cuộc điện thoại của người đi đường nói rằng bắt gặp một đứa bé 2 tuổi đang khóc trước vỉa hè ở ngân hàng nông nghiệp huyện. Ngay lập tức, cảnh sát đã đến nơi để xem xét tình hình. Anh cho biết hơn 4 giờ chiều ngày 2 tháng 1, anh Lâm cùng con trai đến khu xử lý rác ở thị trấn Lâu Đường đổ rác. Trước là đổ rác, sau là muốn dẫn con trai đi dạo. Nhưng không ngờ khi đến nơi, anh Lâm không biết đã nghĩ gì, đổ rác rồi thản nhiên về nhà, quên mất đã dắt theo con đi cùng. Theo camera quan sát vào thời điểm đó cho thấy, anh Lâm mặc quần áo đen ở góc bên phải, sau khi đổ rác đã đi thẳng một mạch về nhà, bỏ lại đứa con trai đang chạy nhảy ở bên cạnh. Sau khi đứa trẻ chạy xung quanh rồi bất ngờ không thấy bố đâu và chạy ra ngoài đường lớn để tìm thì gặp được người đi đường. Anh Lâm thừa nhận anh đã quên mất con trai khi đi đổ rác. Lúc trở về nhà thì anh cũng không nhớ rằng mình đã mang con theo. Không thấy con ở trong nhà thì anh Lâm mới nghĩ rằng cậu bé ra ngoài chơi.